Ok, chào mừng mấy ông đã quay trở lại với kênh của tôi, và tôi là Đạt đây. Rồi thì ở trong cái video ngày hôm nay thì tôi có một cái món quà cực kỳ là VIP dành tặng cho tất cả các ông đây. Thì như mấy ông có thể biết á, là từ hổm đến bây giờ á, là tôi đã gửi đến cho tất cả các ông rất là nhiều cái phiên bản cloud rồi. Cloud có nghĩa là những cái phiên bản now.gg và UG Phone đồ các thứ đó. Thì hiện tại như mấy ông có thể biết á, là hiện tại là đối với là cái bản now.gg vô hạn và bản UG Phone vô hạn ấy, thì khi mà mấy ông sử dụng á, thì mấy ông phải tải thêm một cái phần mềm riêng phát IP ở ngoài nữa thì mấy ông mới có thể vào mấy ông sử dụng được. Và hầu hết á, có rất là nhiều bạn khi mà mấy bạn sử dụng cái phần mềm phát IP đó thì nó sinh ra một vài cái hiện tượng là lỗi đồ cái thứ này. Thì chính vì thế trong video ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho tất cả các ông một cái cách hướng dẫn cho tất cả các ông cách để có thể sử dụng được cái phiên bản now.gg vô hạn mà không cần phải phát IP ha, không cần phải tải thêm cái phần mềm phát IP luôn đó, rất là hay nha mấy ông. Thì cái cách này là tôi nghĩ là có thể giúp ích được cho tất cả các ông rất là nhiều, và đặc biệt là đối với là cái cách này là nó sẽ không có bị cái tình trạng đó là văng game này cũng như là văng ra ngoài cái màn hình chính ha. Rồi thì cái thứ hai nữa là trong video này thì tôi mới vừa tìm ra được một cái phiên bản menu farm tiếng Việt. Thì như mấy ông có thể biết là đối với lại thị trường người Việt của mình thì cần những cái bản menu tiếng Việt rất là nhiều, tại vì đa phần là tất cả các bạn là đều khá là ít người giỏi tiếng Anh. Mình cũng là một trong những cái số người mà cực kỳ giỏi tiếng Anh luôn mấy bạn ạ. Thì chính vì thế là những cái bản menu farm tiếng Việt sinh ra là để dành cho chúng ta ha. Rồi thì ở trong video này thì tôi sẽ mang đến cho tất cả các ông về hai thứ ha. Cái thứ đầu tiên là về cái cách để có thể sử dụng now.gg vô hạn và mà không cần phải tải phần mềm phát IP, cũng như là cái cách này thì nó sẽ hỗ trợ cho tất cả các máy trên điện thoại luôn, mình đảm bảo với mọi người luôn, 32 bit 64 bit đều sử dụng được. Và cái thứ hai mình muốn mang đến đó là về một cái phiên bản menu farm tiếng Việt không cần cái cây mới nhất luôn nha tất cả các bạn. Rồi thì bây giờ thì tôi sẽ tiến hành trải nghiệm cái menu farm trước đi, rồi sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để có thể dùng now.gg vô hạn mà không cần là phát IP sau ha. Rồi ok, cùng đến với bản menu thôi nào, let's go. Và rồi ok mấy ông ơi, thì như mấy ông có thể thấy là trên màn hình của tôi hiện tại là tôi đang mở lên một cho anh em xem một cái phiên bản menu farm hoàn toàn bằng tiếng Việt 100% luôn ha. Và như anh em có thể thấy là hiện tại là tôi đang đứng trên nước luôn nha tất cả các ông. Rồi thì đối với lại cái phiên bản menu farm tiếng Việt này là nó sẽ hỗ trợ cho mấy ông là tăng tốc độ chạy này, cũng như là đứng trên mặt nước luôn ha. Đó rất là ngon luôn nha tất cả các ông. Thì cái này là mặc định của cái bản menu là nó đã có rồi, mọi người không có cần phải bật thêm cái chức năng gì hết. Đó. Rồi thì đối với lại cái bản này ngày hôm nay thì nó sẽ có hầu như là full tiếng Việt cho tất cả các ông luôn ha. Rồi thì bây giờ thì tôi sẽ tiến hành review sơ, rồi sau đó tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các ông cách để có thể dùng now.gg sau. Rồi đầu tiên là nói về cái giao diện menu đi, thì đây là một trong những cái giao diện menu có thể nói là cực kỳ là nam tính luôn nha mọi người, giao diện màu hồng mọi người ạ. Đó, tiếp theo nữa thì nó sẽ có hỗ trợ cho mọi người là full tiếng Việt luôn, từ những cái chức năng hỗ trợ cho mọi người farm cấp độ, farm level đồ cái thứ thì nó đã dịch sẵn ra hết cho tất cả các bạn rồi, mấy bạn chỉ cần nhìn vào là mấy bạn cũng đủ biết là những cái chức năng này dùng để làm cái gì luôn ha. Đó, auto nhặt gương bay này, rồi nhặt gương dừng khi có vật phẩm này, rồi auto farm mastery cày hông hảo trái đồ là nó dịch sẵn ra hết cho tất cả các bạn luôn. Đây có auto farm xương luôn nè, đó mình test cho tất cả các bạn xem ha. Thì đối với lại bản này là do là nó mới vừa ra mắt, và đặc biệt là nó không cần ghép cây mà nó còn lại có tiếng Việt nữa, thì lý do tại sao mà các bạn lại không dùng thử đúng không? Rồi, ngoài những cái chức năng farm đó ra thì nó vẫn hỗ trợ cho mọi người farm những cái khác, chẳng hạn như là farm Kitsun này. Cái này thì nó sẽ là định vị đảo Kitsun này, dịch chuyển đến đảo Kitsun này và nhặt lửa linh hồn luôn nha tất cả các ông. Đó rất là ngon luôn. Bản này thì có full chức năng farm sale event cho mấy ông rồi. Rồi farm sale event này ở đây chúng ta sẽ có là mua thuyền ngồi vào nè, rồi farm Qtero shop rồi cái thứ rất là nhiều ha. Đó, còn về chế độ đánh thì sao? Đây tôi cho các ông xem ha. Về chế độ đánh thì nó sẽ tiến hành nó gom quái và nó đánh, và đối với là bản này thì có anti-ban đồ các thứ rồi, thì bởi vậy là các ông cứ thoải mái mà mấy ông tận dụng mấy ông sử dụng ha. Rất là ngon luôn. Thì nói chung là đây là một cái bản menu mà mình đánh giá là khá là hay của một bạn người Việt nào đó làm ra ha. Rồi, thì về chế độ farm thì rất là mượt rồi, nãy giờ mọi người có thể thấy là nó farm được khá là nhiều xương luôn. Đó, farm rất là nhiều luôn ha. Ví dụ mọi người không muốn farm nữa thì mọi người có thể tắt nó đi. Đó, mọi người có thể tắt nó đi. Rồi, thì ngoài ra thì nó vẫn hỗ trợ là tự động nâng chỉ số, hỗ trợ đi farm ball, farm player đồ các thứ nữa này, làm mới người chơi, bay đến người chơi này, quan sát người chơi này, đó. Rồi island là tự động tìm đảo ha, tìm full đảo này, rồi dịch chuyển full đảo, dịch chuyển full sale. Phần food thì trong đây chúng ta sẽ có là SB định vị nè, đó định vị người chơi nè. SB định vị người chơi có nghĩa mọi người bật lên thì nó sẽ hiển thị xung quanh mọi người chơi nào ha. Rồi định vị trái nữa nè, nhặt trái quỷ nè, random trái nè. Đấy, mình mới vừa nhập ra được trái hoa ke nha mấy bạn. Đó, hỗ trợ đi drive này, thì nói chung là bằng tiếng Việt hết rồi, mọi người chỉ cần về là mọi người đọc là mọi người cũng đủ hiểu là những cái chức năng này dùng ra sao luôn ha. Đó, hỗ trợ cho mọi người đi farm Rave 4 full chức năng luôn. Rồi và đặc biệt là đối với cái bản này nếu mà mình được biết là nó sẽ có luôn cái chức năng là tự động tìm server trăng tròn này, cũng như là tự động tìm server đảo bí ẩn cho mọi người luôn ha. Đó, và cái phần mid, đây cái phần mà mình nghĩ là mọi người khá là thích, đó là cái phần xóa sương mù có luôn này. Rồi hiển thị vật phẩm này, cái này là show item nha mọi người, đó hiển thị vật phẩm là show item này, rồi vào đảo hải quân là cái thứ này rất là nhiều luôn. Đó cái này về mọi người trời ơi quá là nhiều chức năng, nói chung là để mà trải nghiệm hết thì chắc chắn là mình không thể nào mà trải nghiệm hết được, thì mình chỉ trải nghiệm sơ cho mấy bạn xem thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ test luôn cái chức năng auto farm level cho mấy ông xem ha. Đây auto farm level thì mấy ông chỉ cần tích vào cái auto farm là cấp độ thôi, đó mọi người tích vào cái auto farm cấp độ thì nó sẽ tự động nó dịch chuyển mấy ông tới cái đảo farm ha. Rồi mấy ông ơi, thì đối với bản này thì mình thấy nó mượt quá mấy ông ạ, nó dịch chuyển nó cũng mượt nè, thì cuối cùng là cũng đã dịch chuyển tới cái đảo farm mới rồi. Đó, vào đảo farm mới thì farm đánh thôi. đánh rất là ngon và đánh rất là bình thường ha. Rồi thì ngoài ra thì mọi người có thể sử dụng những cái chức năng khác để cho mọi người đi farm đảo kitsun này, rồi farm cá đồ các thứ ha. Đó, farm cá, giết pterosaur này, mua thuyền ngồi vào nè. Đó, tích vào thì nó sẽ tự động nó mua thuyền, rồi sau đó sẽ tự động nó ngồi mọi người vào ha. Đó, việc của mọi người á là nó sẽ di chuyển ra cái vùng biển tên lần 6. Rồi thì đó là những gì mà trong cái menu này tôi muốn chia sẻ đến cho tất cả các ông. Và tôi nghĩ là cũng tới cái lúc mà tôi hướng dẫn cho tất cả các ông cách để có thể sử dụng now.gg mà không cần tải cái phiên bản phát ID, phát IP về, đúng không? Ok, và bây giờ mời mọi người cùng đến với cái cách đó thôi nào. Let's go. Và ok mọi người ơi, thì như trên màn hình của mọi người có thể thấy là hiện tại là mình đã ở ngoài cái màn hình chính rồi, đúng không mọi người? Và như mọi người có thể thấy là hiện tại là trên cái máy của mình đang có hai cái ứng dụng là now.gg Premium với lại là now.gg Gold, đúng không? Thiệt sự là hai cái ứng dụng này thì bây giờ mọi người sử dụng thì mọi người phải cần phát IP thì mọi người mới sử dụng được. Chính vì thế trong video ngày hôm nay mình sẽ gửi đến cho tất cả các bạn một cái ứng dụng có tên là Basi nha mọi người. Đây, ứng dụng Basi thì đây cũng là một trong những cái ứng dụng mà mình mới vừa tìm ra được ha. Cái ứng dụng này mọi người chỉ cần tải đúng một cái ứng dụng Basi này về thôi thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người sử dụng now.gg trên đó này, cũng như là treo game này, và đặc biệt là mọi người có thể sử dụng cái Basi này chạy ở ngoài cái màn hình đa nhiệm luôn nha mọi người. Đó thì tí thì mình sẽ test hết cho mọi người xem. Rồi thì cái phần mềm Basi này thì mọi người nhớ là mọi người phải tải từ cái của mình. Thì thực chất ra là trên cái cửa hàng CH Play nó cũng có cái Basi này, nhưng mà ở trên cái CH Play là nó sẽ là Basi dạng free. Thì mọi người muốn sử dụng bản VIP thì mọi người phải mới trả phí mọi người mới sử dụng được. Còn khi mà mọi người tải từ cái kênh của mình thì mọi người sẽ được cái Basi VIP. Thì cái Basi VIP nó hỗ trợ cho mọi người sử dụng now.gg mà không cần phải tải phần mềm phát IP, rất là ngon luôn ha. Rồi thì sau khi mà mọi người cài xong rồi thì mọi người mở cái phần mềm Basi lên cho mình nè. Đó. Rồi thì ở đây là đó mọi người thấy không? Thì cái này là bản VIP nha. Đó, rồi. Rồi thì đây cũng là một trong những cái bản mà hỗ trợ cho mọi người sử dụng now.gg mà không cần phải tải một cái bất kỳ phần mềm thứ hai nào hết. Rồi thì sau khi mà vào tới đây xong thì mọi người sẽ tiến hành, mọi người nhấn vào cái chữ là VPN trong cái phần mềm Basi luôn nha mọi người. Đó, mọi người nhấn vào chữ VPN cho mình. Rồi nhấn OK nè. Đó, sau đó thì nó sẽ hiện lên một cái danh sách như vậy. Tại đây mọi người tìm tới cái Australia cho tôi ha. Đó, tìm tới Australia nhấn vào. Rồi nhấn vào xong thì mọi người đợi một tí để nó tiến hành nó chuyển đến Australia ha. Đó, thì đối với lại cái Basi này là nó sẽ hỗ trợ tự động cho mọi người hết luôn. Rồi sau khi mà xong hết rồi, đó mọi người thấy không? Cái Australia này thì mọi người phải sử dụng cái Premium thì mọi người mới có thể kết nối được. Thì chính vì thế là cái bản mà tôi gửi đến cho mấy bạn là bản VIP luôn ha. Rồi, sau khi mà kết nối được xong tới Australia rồi, bước tiếp theo là mọi người sẽ tiến hành mọi người vào cái trang web now.gg này giúp mình ha. Và cái trang này thì tôi cũng sẽ để ở dưới phần bình luận game luôn. Đó, mọi người vào đúng cái trang này cho tôi. Đây, mọi người dán cái trang đó vào ha. Đó, mọi người dán vào xong mọi người chạy cho tôi. Thì sau khi chạy xong thì nó sẽ đưa mọi người tới cái trang now.gg này, mọi người thấy không? Đó. Thì tại đây bây giờ mọi người đâu có cần phải thoát ra mọi người cài cái phần mềm phát IP gì đâu, tại vì trong cái Basi này là nó sẽ hỗ trợ cho mọi người chuyển luôn rồi. Rồi tại đây thì mọi người sẽ nhấn vào là Play in Power. Đó, mọi người nhấn vào thì nó sẽ lập tức nó vào thôi. Thì khi mà mọi người sử dụng cái now.gg trên cái Basi này được một cái là nó sẽ cực kỳ nhanh luôn nha mọi người. Nó sẽ nhanh hơn cái phiên bản now.gg bình thường rất là nhiều. Đó. Mọi người thấy nó rất là mượt và rất là nhanh luôn nè, và không có tình trạng là bị đơ hay cái gì hết ha. Rồi thì sau khi mà vào xong rồi thì mọi người chỉ cần đợi đó thôi. Thì sẵn ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để có thể cài đặt được cái Flow Su luôn. Rồi thì nó đang vào ha. Đó, mọi người nhớ là mọi người phải vào trong cái trang này giúp tôi ha. Rồi sau khi xong rồi thì mọi người cứ làm như bình thường là nhấn vào Tab to Start. Đó, nhấn vào. Rất là mượt luôn nha mấy bạn, bản này rất là mượt ha. Rồi nhấn Confirm. Sau khi nhấn Confirm xong thì nó ra cái bảng này thì mọi người nhấn vào chữ là Reverse cho tôi. Đó, nhấn vào Reverse thì nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web ở trong cái now.gg này. Thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người vào trong cái trang này giúp tôi ha. Thì mọi người nhớ là mọi người phải vào đúng cái trang này để mọi người tải được mới tải được những cái cà lin ha. Rồi mọi người vào cái trang là xem note.com/note/đạt thg123. Đó, mọi người vào đúng cái trang này cho tôi và rất là mượt ha. Rồi mọi người vào nè. Đó. Rồi sau khi mà vào xong rồi thì mọi người nhớ nha là hiện tại tất cả các thao tác của tôi là đang sử dụng trên cái now.gg hết nha. Mọi người chỉ cần vuốt xuống. Đó, mọi người vuốt xuống thì mọi người sẽ có cái dòng tích vào là I am not robot nè, mọi người thấy không? Đó. Thì ở đây mọi người tích vào là tôi không phải là người máy nè. Đó, mọi người tích vào, nó kêu mọi người chọn cái gì thì mọi người chọn cái đó. Rồi sau khi chọn xong rồi thì mọi người tích vào cái chữ là Letter to continue. Tích vào xong thì nó sẽ tiến hành nó đưa mọi người tới cái trang web như thế này ha. Thì ở cái trang web này thì mọi người chỉ cần đợi giúp tôi là trong vòng là khoảng 9 giây. Đó, mọi người đợi giúp tôi là khoảng 9 giây ha. Đây mọi người tắt mấy cái quảng cáo đi. Đó, mọi người đợi giúp tôi là khoảng 9 giây thì nó sẽ tự động nó hiện lên những cái chỗ để cho mọi người tải cái client về ha. Rồi, thì đây đó, thì sau khi mọi người đợi xong thì nó sẽ hiện lên như vậy. Thì ở đây là tôi mới cập nhật đến cho tất cả các ông về thêm một cái client nữa, đó là cái client Flow Su Live. Thì cái client này là nó chỉ đặc biệt là nó sẽ hỗ trợ riêng cho cái now.gg với lại là cái UG Phone thôi. Thì bởi vậy là mọi người tuyệt đối là không có được tải bất cứ những cái client này về cái máy thiệt ha, tại vì về cái máy thiệt thì nó sẽ có khi là tình trạng bị lắc đồ cái thứ ha. Rồi ở đây mọi người có thể tải bản thường hoặc là tải bản live cũng được. Ở đây tôi tải bản live cho nó nhẹ ha. Đó, tải bản live về. Rồi mọi người cứ tải bình thường thôi. Rồi nhấn vào tải này, vẫn tải xuống. Đó, rồi nhấn vào chi tiết để xem nè. Đó thì hiện tại là tôi đang tải xuống nè mọi người thấy không? Rồi sau khi mà tải xong á, thì mọi người chỉ cần cài đặt rồi mọi người vào mọi người treo bình thường thôi. Và đặc biệt một chỗ á, là đối với lại cái bản này thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người để chạy đa nhiệm ở ngoài màn hình luôn nè. Đây mọi người chỉ cần nhấn vào cái nút Home ha. Đó là nó sẽ hỗ trợ cho mọi người chạy đa nhiệm ở ngoài màn hình luôn. Thì trong cái lúc chạy thì mọi người có thể vào YouTube hoặc là Facebook mọi người sử dụng luôn ha. Đó. Rồi ở đây tôi cài đặt nó cho mọi người xem nè. Đó, cài đặt nó. Rồi hoàn toàn bằng tiếng Việt luôn ha. Rồi xong mọi người sẽ nhấn vào cái chữ là mở cho tôi. Rồi thì sau khi mở xong thì nó sẽ vào như thế này. Thì bây giờ mọi người chỉ cần đăng nhập tài khoản mọi người vào, rồi sau đó mọi người vào trong cái tựa game Blox Fruits thôi. Rồi mọi người ơi, hiện tại là tôi đã vào trong cái tựa game Blox Fruits rồi nè, Roblox rồi nè. Thì bây giờ tôi vào đại một cái này đi ha. Đó, tôi vào cái này để cho nó nhanh nha mọi người, tại vì vào trong Blox Fruits thì nó load hơi lâu. Đó, thì nói chung là sau khi mà tới đây là coi như là mọi người đã cài đặt thành công được cái now.gg được cái thứ rồi, mà không cần phải tải thêm một cái phần mềm thứ hai nào về hết. Sử dụng đúng cái phần mềm này thôi. Rồi vào đây rồi thì mọi người chỉ việc là mọi người ghép cây rồi mọi người sử dụng như bình thường là xong ha. Đó, đối với lại bản này thì nó sẽ rất là mượt luôn nha các ông. Đó, cực kỳ mượt luôn. Dành cho những ông nào mà máy yếu không có thể chơi được Blox Fruits thì mấy ông có thể sử dụng cái này. Rồi thì trong quá trình chơi, ví dụ mà mọi người muốn treo đồ đó thì mọi người có thể là bấm cái nút Home thì nó sẽ tiến hành, nó vẫn treo bình thường cho mọi người ha. Trong cái quá trình treo thì mọi người sẽ có thể sử dụng những cái chức năng khác, chẳng hạn như là mọi người có thể lướt web này hoặc là sử dụng những cái khác này mà nó vẫn hỗ trợ cho mọi người là vẫn giữ tác vụ như vậy luôn ha. Đó, mình thấy chơi rất là ngon luôn. Rồi thì đó là những gì mà trong cái video này tôi muốn chia sẻ đến cho tất cả các ông về cái cách mới nhất của cái now.gg ha. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các ông rất là nhiều và chúc cho tất cả các ông cuối tuần thật là vui vẻ nha. Bye bye.